Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Người xưa có câu, đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ. Lão Tử cũng giảng, đại âm vô thanh, đại tượng vô hình, tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình. Những lời này đều có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người bình thường hay ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đối với bậc quân vương mà nói, đại trí nhược ngu được biểu hiện ở sự tôn kính, nể trọng, hạ mình đối với người khác. Trong lịch sử thật sự có nhiều bậc quân vương hay các vị quan đại thần nhờ dựa vào nhược ngu, nhược khiếp mà thành tựu được sự nghiệp to lớn. Cuộc đời của Tư Mã Ý có thể khẳng định là một cuộc đời thành công. Ngụy Thục, Ngô Ba nhà Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba vị đại hiệp tranh giành thiên hạ với nhau cả nửa cuộc đời, cuối cùng cả Giang Sơn khổng lồ lại rơi vào tay gia tộc Tư Mã. Làm nên được điều đó tất nhiên có may mắn, nhưng đồng thời cũng có thực lực, và Tư Mã Ý lại chính là con sói đầu đàn của gia tộc Tư Mã. Tư Mã Ý cả đời cẩn trọng, ẩn nhẫn chờ thời cơ để làm nên nghiệp lớn, tạo nền móng vững chắc cho con cháu tạo dựng cơ đồ sau này. Ông được coi là người có công trong việc lập đồn điền, làm thủy lợi giúp Tào Ngụy phát triển kinh tế. Về sau ông phát động cuộc chính biến Cao Bình Lăng, nắm lấy quyền lực. Đến khi cháu nội Tư Mã Viêm xoán ngôi Tào Ngụy xưng đế, lập ra nhà Tấn, Tư Mã Ý được truy tôn làm Cao Vũ Tuyên Hoàng đế. Ngày hôm nay, kênh Văn hóa Lịch sử xin cùng quý thính giả luận bàn về lời khen tặng của Tư Mã Ý dành cho Gia Cát Lượng. Chỉ một câu nói nhưng Tư Mã Ý đã thể hiện mình là kẻ đại trí, có tâm thuật đế vương. Gia Cát Lượng không phải là thần, Tư Mã Ý lại càng không phải. Mặc dù hai người đều nổi tiếng về mưu lược, nhưng nếu đánh giá một cách toàn diện giữa hai người thì rõ ràng Tư Mã Ý không bằng Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý dùng chiến thuật giằng co để Gia Cát Lượng sụp đổ, là một thắng lợi của ông ta. Nhưng khi Gia Cát Lượng mất, Tư Mã Ý không xuất chiến, để cho quân Thục rút lui mới bắt đầu đuổi theo lại là một thất bại của chính mình. Tư Mã Ý nói, Gia Cát Lượng là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, ta không bằng. Việc Gia Cát Lượng mất bao lâu Tư Mã Ý mới phát giác trong sử sách không ghi chép. Nhưng chỉ dựa vào việc đại binh tinh nhuệ của nước Ngụy không có cách nào đuổi kịp để tiêu diệt quân Thục đang rút lui với nội bộ lủng củng mà phán đoán thì thời gian chắc chắn không phải là ngắn. Tư Mã Ý đã bỏ lỡ thời cơ tốt, khiến cho trên dưới trong toàn quân đều có lý do để trách cứ và ngay cả Bá Tánh cũng chê cười. Bá Tánh có câu ngạn ngữ rằng, Gia Cát chết đuổi Trọng Đạt sống. Sự chê cười đó thực ra đã làm tổn thương đến thể diện của Tư Mã Ý, dựa theo lẽ thường mà xét, Tư Mã Ý có thể nổi giận, và sẽ có hành động giận cá chém thớt bằng cách tóm lấy một ai đó để xả cơn giận. Nhưng Tư Mã Ý không làm như vậy, ông vừa không tự trách mình, cũng không gây khó khăn cho người khác. Ông thành thật nói, ta chỉ có thể đoán được việc sống, mà không thể đoán được việc chết. Điều đó cũng có nghĩa là ông muốn nói rõ với bộ hạ của mình, Gia Cát Lượng khi còn sống, tôi rất sợ ông ta. Do sợ hãi đã ảnh hưởng đến sự phán đoán của tôi khi ông ấy chết. Một người chỉ huy cao cấp khi biết mình có khuyết điểm, có sai lầm mà dám thẳng thắn nhìn nhận mình sai như vậy, quả là hiếm có. Điều đáng khâm phục là Tư Mã Ý chẳng những dám công khai thừa nhận nỗi lòng của mình, mà còn chân thành thán phục một kình địch đã quá cố. Khi ông đích thân tới chỗ đóng quân và tác chiến của Gia Cát Lượng khi còn sống, thấy cách bố trí doanh trại của đối phương, mới đem so sánh với trận địa của mình, hết sức thán phục tài năng quân sự của Gia Cát Lượng, liên tiếp khen ngợi người đối đầu với mình, đúng là một kỳ tài thiên hạ. Kênh Văn hóa Lịch sử luận bàn. Khen ngợi người khác giỏi hơn mình, không có nghĩa chê mình là ngu xuẩn. Thành thật thừa nhận ta không bằng, mới là bước khởi đầu để tiến bộ và nâng cao hơn. Mặc dù lý lẽ đó ai cũng biết, nhưng có một số người lãnh đạo lại không làm được. Có người khi nghe đến đối thủ giỏi hơn mình thì lửa đố kỵ trong lòng đã bốc lên hừng hực. Cũng có người dù biết mình đã làm sai, nhưng vẫn một mực cho mình là đúng. Một người lãnh đạo như vậy thử hỏi làm sao cấp dưới tin yêu và khâm phục. Nếu không bằng thì thừa nhận không bằng, nếu sai lầm thì thừa nhận sai lầm. Làm như vậy, chỉ có đề cao, chứ không hề hạ thấp uy tín của người lãnh đạo. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.